Dự kiến chiều tối nay khu vực trên cả nước sẽ có mưa rông. Trong đó khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối nay mưa diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. Vùng núi từ Quảng Ngãi trở ra Thanh Hóa và Bắc Bộ chiều đến tối nay cũng có mưa rông trở lại. Diện mưa có xu hướng thu hẹp nhưng vẫn có khả năng mưa to cục bộ với lượng mưa trên 60 mm, đề phòng dông lốc, gió giật và sấm sét nguy hiểm. Tại huyện biên giới Đức Cơ, tỉnh Gia Lai, hàng chục hecta rừng trồng cây keo lai vài năm tuổi đã bị chết bất thường. Hiện giờ, 4,4 hecta rừng keo lai gần như 50-70% chết ngọn và một số đã chết từ ngọn xuống gốc. Tình trạng này bắt đầu xuất hiện vào khoảng giữa tháng trước. Đây là lần đầu tiên tại địa phương này xảy ra hiện tượng cây rừng trồng chết không rõ nguyên nhân. Ngành nông nghiệp đang tiến hành kiểm tra, xác định nguyên nhân để có thể hỗ trợ địa phương khắc phục. Thì ủy ban xã cũng là phối hợp với lại kiểm lâm, hạt kiểm lâm huyện, rồi là trung tâm nông nghiệp, rồi là phòng nông nghiệp huyện, rồi là bên tài nguyên môi trường xuống để xác định cái nguyên nhân cây bị chết. Thì bước đầu thì bên trung tâm nông nghiệp thì nói rằng là cây bị chết là do bị bệnh héo đen. Nhưng mà theo dân gian mà những người mà ta trồng keo lâu năm á, thì người nói rằng là cái diện tích này bị chết là do cây keo bị thiếu nước. Vâng ạ, cây trồng chết thì bị nghi do thiếu nước. Không những là chỉ cây trồng đâu ạ, gà chết rồi thì cá chết vì nắng nóng. Đó cũng là thực trạng xảy ra tại một số xã ở tỉnh Nghệ An. Vâng, từ đầu mùa hè đến nay thì địa phương này đã phải hứng chịu nhiều đợt nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao, nhiều nơi trên 40 độ C. Thời tiết bất lợi đã khiến cho cây trồng vật nuôi bị ảnh hưởng và gây ra nhiều thiệt hại cho bà con nông dân. Vào đỉnh điểm của đợt nắng nóng mới đây, cộng với việc cắt điện nhiều giờ liên tục đã khiến hơn 5.000 con gà thịt và khoảng 500 con gà con của gia đình bà Nguyễn Thị Duyên ở xã Nghi Ân, thành phố Vinh bị chết. Tôi cảm thấy xót con củ hợp của mình. Cả một vạn gà nó nằm dạt hết. Nằm dạt, nằm yên luôn. Thành phần mà nó ngấp ngoài bị nặng lần ấy. Về sau này nó chết trong đêm này luôn. Tại nhiều vùng nuôi thủy sản, do nhiệt độ tăng cao, nắng nóng gay gắt nên các loài thủy sản nuôi cũng bị sốc môi trường, chậm lớn và giảm sức đề kháng. Theo thống kê, đến nay đã có hàng chục hecta nuôi tôm bị nhiễm bệnh đốm trắng, gan tụy và một số diện tích nhiễm bệnh không rõ nguyên nhân. Một số diện tích nuôi cá bị chết rải rác do nắng nóng và thời tiết khắc nghiệt. Thời điểm nắng nóng cao độ thì cũng ảnh hưởng rất là lớn đến đặc biệt là nước và cái môi trường để mà môi trường nuôi. Thì huyện cũng đã có khuyến cáo để các cái hộ nuôi tăng cường các cái biện pháp chăm sóc và tăng cường cái dinh dưỡng để cho các cái đối tượng nuôi có đảm bảo cái chống chịu được với cái điều kiện thời tiết nắng nóng và bất lợi. Nắng nóng, khô hạn kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến chăn nuôi, thủy sản ở Nghệ An, mà nhiều diện tích cây trồng không chủ động được nguồn nước tưới cũng đã bị khô héo, cháy lá và ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng cây trồng. Các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống nắng nóng cho người bệnh hay là nhân viên y tế trong mùa hè. Đây là yêu cầu của Sở Y tế Hà Nội đưa ra ngày hôm qua. Các đơn vị cung cấp đủ nước sạch sinh hoạt, nước uống miễn phí cho người bệnh và người nhà bệnh tại các khu vực lâm sàng, khu vực chờ. Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ thuốc, phương tiện cấp cứu kịp thời cho người say nắng, say nóng, cùng đồng thời tập huấn kỹ năng cấp cứu người sốc nhiệt, đột quỵ, đồng thời thực hiện các biện pháp giảm quá tải tại các khu vực khám bệnh, thu viện phí, hạn chế tình trạng nằm ghép. Hiện có đến 10 đến 15% số bệnh nhân phải vào viện vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Bây giờ là tin tức về nông nghiệp nông thôn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, El Nino sẽ khiến nắng nóng nhiều và gay gắt hơn từ cuối tháng 5, dẫn tới nguy cơ cao là xảy ra khô hạn cục bộ trong các tháng mùa khô. Ở thời điểm này thì nông dân phía Nam đang bước vào sản xuất lúa hè thu và ngay từ đầu vụ thì nông dân phải tiết kiệm nước, chủ động chống hạn, ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lựa chọn giống lúa có thời gian sinh trưởng ngắn từ 90 đến 95 ngày là cách để hạn chế những bất lợi của thời tiết. Tại huyện Long Điền, đối với những ruộng gieo xạ muộn hơn, không trùng với lịch bơm nước của trạm thủy nông, một số nông dân chủ động dùng máy bơm để hút nước từ kinh mương về ruộng. Ở khu vực này cũng như ở xã nhất nó cũng còn thiếu. Hôm giờ ăn nước hồ thiếu và con phải bơm thêm
Thì bây giờ cái việc mà mình phải bơm thêm nó có tăng chi phí cho mình không ạ? Nó tăng chứ, làm đất nó cũng tăng lên, bị hơi hụt nước. Theo kế hoạch, hơn 3.500 hecta lúa hè thu tại huyện Đất Đỏ được nông dân gieo xạ từ nay đến ngày 10 tháng 6. Hai ngày trở lại đây, khi xuất hiện những cơn mưa đầu mùa, nông dân đã tranh thủ xuống giống. Bây giờ thì nói chung là gieo rồi, thì khỏe rồi. Hôm trước mà nắng nóng kéo dài á, thì nông dân cũng lo lắm. Lo sợ gieo trễ là một, hai nữa vấn đề là gieo nhiều khi bị mất nước, thiếu nước, hụt nước. Nên bây giờ mà mới có mưa hai cái cơn mưa này á, thì nông dân cũng đồng loạt gieo. Tính đến đầu tháng 5, trữ lượng nước hồ chứa các tỉnh phía Nam đạt 30% dung tích thiết kế, cao hơn 10% so với cùng kỳ, cơ bản đáp ứng nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, để chủ động ứng phó với những ảnh hưởng của El Nino, ngành nông nghiệp yêu cầu các địa phương chủ động, tùy tình hình cụ thể, có thể cắt giảm diện tích, chuyển đổi cây trồng trên đất lúa để hạn chế thiệt hại. Đây là những gì còn sót lại sau vụ sạt lở xảy ra hôm qua ở kênh Mái Dầm thuộc xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Sạt lở với chiều dài hơn 30m, sâu vào bờ 9m, diện tích đất bị mất hơn 270m², làm mất lộ bê tông rộng 2m, ước thiệt hại 90 triệu đồng. Chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ, cấm biển báo, dừng mọi phương tiện lưu thông, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do sạt lở gây ra. Gần đây, nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tục xuất hiện nhiều điểm sạt lở bờ sông, trong đó có tỉnh Long An với mức độ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các tuyến đường giao thông và nhà dân. Một giải pháp trước mắt cũng như lâu dài rất cần được chính quyền địa phương thực hiện để đảm bảo an toàn và cuộc sống cho người dân. Những ngôi nhà này có thể đổ sập xuống sông Cần Giuộc bất kỳ lúc nào. Dấu hiệu cảnh báo cho nguy cơ sạt lở là nền nhà liên tục xuất hiện các vết nứt bất thường, rộng đến 20cm, làm toàn bộ phần nền của 5 ngôi nhà liền kề bị kéo ngược ra phía bờ sông và sụt lún so với mặt đường. Các vết nứt xuất hiện khá nhiều trên tường nhà, khiến cho bà con lo lắng. Cái nền nhà thì bữa nay thì như là nó gãy rất đoạn nhiều. Tức là trong nhà thì giữa cái nhà đổ cái mái sông là bị nứt hoàn toàn, là từ đây đến kia phải 6 căn. Tình trạng sạt lở kéo dài trong hơn 10 năm qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà cửa của người dân, ăn sâu vào đường tỉnh 826C, khiến đoạn đường với chiều dài gần 50m, đoạn sạt lở có chiều dài 1,2 km, trong đó khu vực nguy hiểm nhất ước tính 200m. Trong khi chờ dự án, tình hình sạt lở vẫn ngày càng diễn biến phức tạp, uy hiếp đường tỉnh 826C, tuyến đường huyết mạch của các xã vùng hạ huyện Cần Giuộc. Trên mặt đường thì cũng bị sụt lún rạn nứt, có thể là khi chiều cường dâng cao thì nó sẽ có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Qua theo dõi thì cái vết nứt nó càng ngày càng rộng ra, bố trí cái nguồn vốn từ cái quỹ phòng chống thiên tai để mà phục vụ cho việc tạm thời trong thời gian mà chờ cái bờ kè để đảm bảo thứ nhất là về an toàn tính mạng, tài sản người dân, thì là bảo vệ cái kết cấu hạ tầng giao thông của vùng hạ. Thời gian qua, tình trạng sạt lở dọc theo các con sông lớn như Dàm Cỏ Đông, Dàm Cỏ Tây và Cần Giuộc có diễn biến phức tạp. Vì thế, rất cần những giải pháp mang tính cấp bách từ chính quyền để bảo vệ hạ tầng giao thông và tính mạng, tài sản của người dân.